Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến clip tiếp theo của kênh Đậu 98 Gaming. Thì hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12, là một ngày mới rồi. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm clip tặng quà cho mọi người. Ngày hôm nay thì mình không có live stream để mình cố gắng mình cày thật là nhiều tiền và kim cương để mình tặng clip cho ngày mai, ngày kia và ngày kia để làm lên cần làm phần quà tặng cho mọi người, bởi vì mình về quê. Ngày kia ngày kia là mình xin phép là mình về quê, mình không có live stream được, mình sẽ đăng clip cho mọi người xem đều nhá. Nên mọi người thông cảm giúp mình ha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip tặng quà cho mọi người luôn buổi sáng hôm nay, để mình sẽ không livestream nữa. Đây là thông báo trước cho mọi người như vậy. Thì trước khi vào mình sẽ nhập code trong nick này. Mình nhập cái code chưa? Mình chưa nhập code, thì nhập vào để lấy code để mình cày kim cương anh em. À, nick này chắc nhập rồi. Nhập rồi thì mình vào tái chế thôi. Tái chế là lấy điểm may mắn để anh em mình kiếm kim cương nha anh em. Điểm may mắn này rất là quý trọng, mỗi hôm anh em phải cố gắng làm sao kiếm mắc pin được càng nhiều càng tốt. Rồi chắc chưa đủ đâu, nhận nhiệm mấy cái nhiệm vụ này chắc là đủ á. Chưa đủ à? Ok. Vào mở luôn này. Được 2 lần. Thực ra số lượng kim cương thì cũng khá đủ rồi. 1.000 tiền ạ. 50 ạ. Xui. Thôi cũng đủ rồi. Thì mình sẽ ra phần tặng quà nhá. Thì hôm nay mình có một phương thức tặng quà mới cực kỳ là công bằng luôn. Thì cực kỳ công bằng luôn. Thì mình mới biết một cái phần mềm mới. Phần mềm mới thì cái này dùng để copy. Cái này mình sẽ đưa link clip của mọi người vào, nó sẽ hiện tất cả comment. Đây mình có lấy một cái clip nhiều comment nhất, cái gần đây nhất. Thì mình là bởi vì cái clip ấy quá nhiều comment nên mình chưa tặng thể hết được. Cho nên mình sẽ lấy ở clip đấy tặng dần cho các bạn đấy đi rất là nhiều. Đấy, clip 749 comment. Các bạn tìm cái clip gần đây xem đúng có 749 comment không. Thì bấm vào đây là sẽ random ra một một bạn bất kỳ trong tất cả comment đấy nhá. Sẽ lấy một bạn comment chúng bạn nào thì bạn đấy được nhận quà nhá. Như thế là công bằng để mình không bảo mình thiên vị ai trên kênh cả nhá. Đây mình sẽ quay phát bạn đầu tiên để mình tặng quà đầu tiên ưu tiên cho mọi người lại đấy. Đấy bạn Thủy Nguyễn này, giữa 100 người đấy. Gì đấy? Hoặc là anh tặng áo len comment nha. Name là bậy. Comment thứ à? Thủy Nguyễn. Ồ nhưng mà bạn không để tên nhân vật. Bạn này nó không để tên nhân vật này. Đấy, bạn này không để tên nhân vật thì thôi mình sẽ quay bạn khác nha. Mà để comment vào lúc 10 giờ 17 tháng 10 này, ngày ngày gì? À đây là quay, mình quay vào 10 giờ 17. Đấy. Ok, quay lại nhá. Bởi vì bạn này không để tên nhân vật nên mình cũng không biết tặng quà cái gì á. Đây. Phạm Thùy Luca, chị hát rất hay. Comment là mong anh tặng em áo xanh dương đậm ạ. À. ID là gấu dễ thương. Đấy. Đấy, bây giờ mình chỉ việc copy đi thôi. Đấy là như thế này là công bằng nhá. Rồi mình qua cái nick này mình tặng mọi người. Đấy. Bạn ấy xin quà gì nhỉ? Áo xanh dương đậm đúng không? Áo xanh dương đậm. Đây. Áo xanh dương đậm. Nick này mình chưa liên kết mọi người chờ xíu. Thế mình qua nick bên này đi. Hết ơi. Áo xanh dương đậm. Nick bên này cũng chưa. À quên nhầm. Đây. Áo xanh dương đậm đúng không? Đây. Ok. Rồi. Ta cũng trao quà xong một bạn nhé. Giờ mình cho qua bạn tiếp theo. Bạn thứ hai. Như này là rất là công bằng luôn. Đây bạn Hoàng Hải cốt đâu. Ồ thế cái này thì không tính nhá. Hoàng Bảo Như Nguyễn tặng em cái áo, nick là Bảo Như 16, Bảo Như 162K9. Ok.
bảo như 162K9 đúng không? Tặng em cái áo. Đây. Đấy, đấy là bạn thứ hai, rất là nhanh và công bằng đúng không? Bạn thứ hai nha. Đấy, lấy như thế này là công bằng nhất, không không thiên vị một ai cả. Cười vui cho em đi. Mình sẽ lấy comment nào chuẩn nhá, comment nào đúng chuẩn theo quy trình là được, ok. Tặng em cái áo 4K 2 tiền đi, nick em là CH Ngọc 2011. Ok. 4K 2 tiền đúng không? Đây. Đấy, ok luôn. Xong, ba bạn rồi nha. Và tiếp theo nào. Mình hơi gạt mũi đây, mọi người thông cảm. Như ý Nguyễn. Chúc anh buổi trưa vui vẻ và sớm đạt được 10K, sắp tặng cho em áo xanh dương. Như Nhã này. Ok. Áo xanh dương đúng không? Xanh dương đây. Rồi, tặng xong còn quà thứ tư. Thì bạn tiếp theo nào. Lấy đây là chuẩn nhá, không lệch lạc cái đâu được. Sao anh không được tặng ấy, tôi không được tặng hu hu ấy, bạn lại không để tên nhân vật đấy, khổ thân. Dương Hoàng Đăng à, mong anh tặng quà cho em, tên em là Bon đẹp trai, chúc em một ngày tốt lành ạ. À, mong anh tặng quà cho em là ok luôn. 4 phần quà rồi. Ok nhé. Ok luôn. Bạn tiếp theo này. Rồi, chào đi năm rồi. Áo xanh lá dịt sida. Chúc anh ngày tốt lành ạ. À? Ok luôn nhé. Dịt sida. Áo xanh lá đúng không? Ok luôn. Xong phần quà thứ sáu. Sáu hay thứ năm nhỉ? Mong anh tặng áo xanh nước biển, tên em là Hello. Chụp hình với gia đình ok nhá, xanh nước biển đúng không? Không tìm thấy luôn. Bạn này copy đúng không ta? Đây mọi người nhìn anh copy đúng tên luôn nhá. Không lại bảo anh. Không được luôn. Chịu. Cái này là do bạn nhá. Đây là đến bạn khác nha. Đom đóm 2K7 tặng em kim cương đi anh. Đây là kim cương em đi. Thế cái này anh lại chịu bó tay rồi. Em xin lỗi nha, em coi trễ rồi mà em chúc anh mạnh khỏe làm nhiều video nha. Anh tặng em cái vé du lịch đi ạ. À, xin anh luôn á. Mila tặng em vé du lịch à? Vé du lịch tầm này hơi phí nhỉ. Vé du lịch thì ok, quay trúng thì phải tặng rồi đúng không em? Đưa khơi ra được. Vé du lịch. Ok nhá, trúng vé du lịch rồi ha. Rồi, chúng ta và tiếp theo. Xin không tặng em bình luận mãi rồi, tặng em cái áo màu len xanh nước biển đậm nha. Phô mang khai thế anh phải qua ác bên này rồi. Chờ anh xíu để anh liên kết cái. Liên kết thì tặng được.
Ngoài trời một xíu nha. Ok. Liên kết xong rồi. À. Tiếp theo nào. Xanh nước biển đậm đúng không? Phone cài này. Xanh nước biển đậm này. Đi ra đây đã. Ồ, không tìm thấy tên luôn ạ. Thôi chuyển bằng khác. Phí quá. Tặng em cái áo xanh lá này. Ok luôn nhé. Ok luôn, xong một bạn này. Em áo xanh dương đi thì em là kim ngân này. Đó. Xanh dương. Chưa thấy ra bạn nào áo kim cương ta. Ok. Tặng em áo kim cương. Ở đây vừa nói xong. Mong là anh nhận được. Em xin lỗi anh, em xem chị có được không ạ? À ok em nhé. Không sao, chị vẫn có quà. Đấy. Kim cương đúng không? Ok. Ok luôn. Tiếp theo nào. Anh đậu vui vẻ các bạn. Mong anh tặng em khăn choàng ạ. À. Khăn choàng làm gì cho có đâu. Khăn choàng không có em nhá. Đấy. Em mong em tặng em áo trắng ạ. À. Hấu lẩu cua. Ok áo trắng đúng không? Ok. Áo trắng đây. Ok. Anh cho em áo màu xanh. Có hai áo màu xanh, không biết lấy áo màu xanh gì. Thôi tặng áo xanh gì bạn phải chịu nhé. Ok cho em áo màu xanh này. Đúng tên chưa? Đúng rồi. Xanh dương ha. Ok. Trùng áo màu xanh ha. Bạn tiếp theo. Đây áo xanh. Nhưng mà lại không để tên. Chúc anh đậu Giáng sinh vui vẻ, hy vọng anh được tặng quà thả được anh tặng quà thảm cá, nick em là Senla gì đây nhỉ? À, thảm cá à? Được. Thảm cá anh đậu tặng được. Ok. Ok xong thấy ta. Salena 245 đúng chưa? Ồ. Vậy lắm bạn tìm không ra tên cơ, thế mới khổ. Anh tặng cho em với thỏ con 8820 ạ. À? Ok em nhé. Thỏ con 8820. Bạn nào kim cương đi.
Ok luôn. Rồi tiếp nào. Và cái bạn này ạ. Bao anh tặng vòng BTS S06. Bạn này xin vòng à? Được, xin vòng thì cũng ok. Xin vòng thì cho vòng có gì đâu nhỉ? Tặng em cái vòng à? Ok đây. Ok. Xong vòng. Cái bạn tiếp theo. Cẩm Tiên à? Em đang có em mới ạ, em like rồi nên lùn. Quà là một dòng thánh nha anh. À sao? À là một vòng thánh nhỉ? À? Trời ơi ạ. Vòng thánh thì ghi dòng thánh thì ăn chịu luôn. Rồi dòng thánh đây. Hết tiền rồi, chuẩn bị tặng. Bây giờ mình chỉ tặng quà kim cương thôi nhá. Giờ chỉ quay vào áo kim cương mới tặng thôi nhá. Bởi vì còn độc kim cương à. Áo len màu xanh lá. Ồ đấy. Còn đúng. Thôi tặng nốt vậy. Làm nào được. Xanh lá. Ok. Thế còn bốn lượt tặng kim, bốn lượt tặng nữa để tặng kim cương. Bây giờ quay vào bạn nào có nhận lấy áo kim cương này thì tặng nhá. Cho anh Giáng sinh vui vẻ, không để tên luôn. Và bạn nào lấy áo kim cương thì tặng cái kim cương nhá, còn không vào đây ui vào luôn ạ. Còn vào bạn khác thì anh bó tay ấy. Bởi vì anh bởi vì hết tiền rồi. Bốn lần này. Nào. Em áo xanh đi ạ. À. Xanh tầm này là anh bó tay hết tiền rồi. Giờ lấy áo kim cương thôi nhé. Anh tặng em áo trắng là con cá như heo à. Chúc bùi. Con cá như heo. Người yêu tên Như. Ai à. Sướng nhỉ. Anh tặng quà anh còn phải ăn cơm chó thế này thì có khổ không, như anh em không thương anh thôi đấy. Thanh biển đấy anh chịu rồi. Chung cô đơn. Bạn này anh ơi tặng em cái áo nào cũng được, áo nào cũng được. Ờ, được đây cây good boy. Bạn chung cô đơn mà vì sao anh không tặng, bởi vì anh có tặng quà hôm qua hay hôm kia rồi. Bạn nào tên mà anh đã tặng quà rồi thì phải thông cảm nhé, nhường cho mấy bạn chưa được nhận trước đã. Cái thảm cá đi. Ừ, tầm này anh hết tiền rồi, bây giờ còn chỉ tặng áo kim cương thôi. Áo xanh này vào toàn các bạn áo xin áo tiền thôi nhỉ. Đây hello for, và đây xin áo trắng đây. Không ra mấy bạn này đổi tên hết rồi sao ấy. Video ha này. Ok. Ok luôn. Rồi.
Vậy là hết lượt quà tặng ngày hôm nay rồi anh em ạ. Anh em nào lại muốn nhận quà tiếp thì lại bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ, và bấm chuông thông báo để nhận thông báo khi mỗi lần anh em clip nhá. Và đừng quên là comment tên nhân vật của mình ở bên dưới clip để được nhận quà nhá. Ok nhá. Anh em nào muốn nhận quà nữa, nhận quà thì comment tên nhân vật ở bên dưới nhá. Đừng quên nhớ phải comment chuẩn tên nhân vật và món quà mình muốn tặng nha. Không là anh không thì quay trúng, không có tên nhân vật là không tặng ở đâu nha mọi người nha. Bye bye mọi người nha. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nha.